vị và các bạn thân mến, mụn trứng cá gây mất thẩm mỹ, khiến chúng ta thiếu tự tin trong giao tiếp. Tình trạng mụn ở mọi lứa tuổi, nam hay nữ, đều gây nên những nỗi ám ảnh khó chịu. Thậm chí có nhiều ca bị nặng dẫn đến tàn phá gương mặt và làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Ngay cả với bản thân Thanh Hải đây thì những khi nào có công việc nhiều phải thức khuya hoặc là ăn những thức ăn nóng thì ngay lập tức những ngày hôm sau sẽ bị nổi mụn. Và quả thật da bị mụn thì sẽ khiến cho chị em phụ nữ chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó chịu và mất tự tin nữa. Và chính vì vậy trong mục sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những cái phương pháp giúp giải quyết những đám mụn đáng ghét nhé. Da bị mụn là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là với các bạn trẻ, bởi sẽ làm mất đi sự tự tin vốn cần thiết trong giao tiếp và công việc thường ngày. Trong đó, mụn trứng cá là dạng mụn phổ biến và thường gặp nhất. Tuy nhiên, dựa vào đặc điểm riêng mà mụn trứng cá được phân chia thành các loại khác nhau. Để điều trị mụn trứng cá hiệu quả và an toàn, cần phải có sự hiểu biết chính xác về các loại mụn để có liệu trình điều trị mụn cũng như chế độ chăm sóc da phù hợp. Cái việc điều trị mụn, các bạn cần phải có những cái kỹ thuật cao. Khi mà điều trị tại spa thì các bạn sẽ giảm được cái ba cái yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh. Đó là cái sự giảm đau, thứ hai là giảm thâm và cái thứ ba là phần xe cái lỗ chân lông. Và cái thứ nhất là phần giảm đau thì kỹ thuật viên sẽ đi bằng phương pháp là 360 độ. Và cái phương pháp và cái thứ hai là giảm thâm thì kỹ thuật viên sẽ sử dụng cái ống thủy tinh chân không để hút hết cái mỡ bầm đó. Và cái thứ ba là cái nguyên tắc là khi mà bạn đã mở da bằng cách xông hơi hút một cám thì buộc bạn phải khóa da lại bằng cách đi siêu âm lạnh để cho xe khít lỗ chân lông. Tình trạng mụn kéo dài có thể dẫn đến viêm da, vết rỗ do sẹo. Do đó khi vừa bị mụn, bạn nên chăm sóc da đúng cách, điều trị càng sớm càng tốt và diệt tận gốc tác nhân gây mụn. Để điều trị mụn, cần phải kết hợp điều trị cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Điều trị bên trong cơ thể giúp làm sạch các nguồn gây nhiễm khuẩn làn da qua đường máu, tăng cường bài tiết bã nhờn. Điều trị bên ngoài cơ thể giúp cân bằng các chức năng hoạt động của làn da, loại bỏ những ổ mụn dễ gây lây lan, khống chế tối đa việc lây lan mụn đến những vùng da khỏe mạnh. Và một phương pháp mới gần đây là dùng công nghệ trị liệu bằng quang học đang mang lại nhiều tác dụng và rút ngắn được thời gian điều trị. Trước khi tới đây thì da của em rất là yếu và nhiều mụn ẩn. Sau khi làm điều chỉnh ở đây ở The Vinci Bar xong thì da em đã khỏe hơn và đỡ mụn hơn hẳn. Em làm ở đây xong thì em rất là tin tưởng, cho nên em đã giới thiệu em của em tới đây để làm liệu trình. Sau khi mà lấy mụn xong thì việc bạn không nên trang điểm từ 2 đến 3 ngày và bạn sẽ nên có một cái chế độ chăm sóc ở nhà nữa bằng cách là rửa mặt với những cái loại sữa rửa mặt có độ pH thích hợp làm cho da không bị nhờn. Và một tuần các bạn nên tẩy tế bào chết từ 2 cho đến 3 lần. Và ngoài ra thì các bạn nên là có một cái chế độ ăn uống thích hợp, ăn những cái rau xanh, rau quả tươi, không nên uống những nước có ga. Và ngoài ra thì các bạn sẽ cần cái việc là ngủ đúng giờ giấc. Việc điều trị mụn cần sự kiên trì, không thể nóng vội chữa dứt điểm trong một sớm một chiều mà có khi phải điều trị lâu dài. Bên cạnh đó, để đạt được kết quả như mong muốn, cần có chế độ chăm sóc da thích hợp, luôn giữ da mặt sạch, uống nhiều nước, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sử dụng nhiều rau quả tươi, sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ. Với nhiều giải pháp kết hợp như vậy thì một làn da láng mịn, khỏe mạnh và sạch mụn là điều hoàn toàn không khó.